Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nhà thuốc Thái Xương đã giới thiệu dung dịch vệ sinh mũi Season. Season thì bao gồm hai thành phần chính là natri chloride và tinh dầu đại bi. Natri chloride thì có tác dụng loại bỏ rỉ mũi, chất nhầy, giúp ngăn ngừa nghẹt mũi, sổ mũi, viêm mũi dị ứng, phục hồi độ ẩm tự nhiên cho mũi, tạo cảm giác sảng khoái, dễ chịu. Tinh dầu đại bi thì có tác dụng chữa chứng cảm mạo do lạnh, dị ứng thời tiết, giúp thông mũi và ngăn ngừa các bệnh về mũi, làm sảng khoái tinh thần, thải chất độc, giảm đau, tiêu đờm, sát trùng, sát khuẩn, kháng viêm và săn se niêm mạc. Season viêm mũi 4 mùa là dạng xịt phun xương kết hợp giữa natri chloride và tinh dầu đại bi, tạo nên các hàn mịn thì dễ dàng đi sâu rộng vào khoang mũi, giúp ngăn ngừa viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi, viêm xoang và hết mệt mỏi, khó chịu. Season viêm mũi 4 mùa thì dùng an toàn ngay cả khi sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không bị phụ thuộc vào sản phẩm. Season viêm mũi 4 mùa thì dùng cho trẻ từ 2 tuổi trở lên, người lớn, phụ nữ có thai và cho con bú. Về cách dùng và liều dùng thì dung dịch vệ sinh mũi thì chúng ta đầu tiên thì chúng ta sẽ mở nắp bảo vệ theo chiều thẳng đứng. Sau đó là đặt ngón trỏ lên đầu vòi phun. Và bước thứ ba là nhẹ nhàng đưa vòi phun vào lỗ mũi, ấn nhanh đầu vòi phun từ 2 đến 3 lần mỗi bên mũi để dung dịch dư kéo chất nhầy ra chảy ra ngoài, xì sạch và lau mũi. Sau đó thì chúng ta lau sạch vòi phun, đậy nắp bảo vệ. Quý vị và các bạn có thể mua sản phẩm trực tiếp tại quầy thuốc Thái Dương, cũng như là để lại tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận thì quầy thuốc sẽ giao sản phẩm trực tiếp đến tay cho bạn. Số điện thoại đặt hàng là 0945 091 489. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.